Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Stockfish đang thống trị phần mềm cờ vua thế giới. Thế nhưng, luôn có những phần mềm khác liên tục cải tiến, vươn lên thách thức ngôi vị chúa tể phần mềm Stockfish. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Stockfish 15 và phần mềm chơi cờ vua mới nổi Etherin nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Liên tục bị các phần mềm mới nổi thách thức, Stockfish tung tuyệt chiêu D4 để khởi đầu ván cờ, quyết tâm dằn mặt đối thủ. Nên nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6. Chưa bộc lộ ý đồ sẽ chơi loại khai cục nào. Trắng triển khai tượng lên G5, sử dụng một tà chiêu ít gặp hòng gây khó dễ cho lính mới. Đen mạnh mẽ dâng tốt C5, phản kích vào trung tâm. Chưa muốn giao chiến quá sớm, trắng liền đẩy tốt D5, tiến sang vùng lãnh thổ của đen. Thấy tượng trắng vắn mặt ở vị trí phòng thủ, đen bèn phi hậu lên B6, tấn công tốt B2. Vừa mới lên tượng, chẳng nhẽ lại rút tượng về phòng thủ. Còn đẩy tốt B3 thì toàn bộ các ô đen bên cánh hậu sẽ bị suy yếu. Do đó thì trắng liền nhảy mã lên C3, đưa quân xuất trận thật nhanh. Ở đây trong trường hợp mà đen tưởng ngon, ăn hậu vào B2 thì trắng sẽ lùi tượng về D2 để bảo vệ mã. Đen ăn xong lùi hậu về B6 thì trắng sẽ dâng tốt E4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen để tốt D6 thì trắng sẽ tiếp tục dâng tốt F4 tạo thành bộ ba tốt D5, E4, F4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen để tốt E5 phản công vào trung tâm thì trắng sẽ ăn tốt sang E5. Đen ăn tốt lên E5 thì trắng sẽ nhảy mã F3 và trắng sẽ có một thế trận tấn công đủ mạnh để bù đắp cho việc bị kém một con tốt. Trở lại với diễn biến ván cờ, không dám làm liều. Đen đẩy tốt D6, trắng đẩy tốt E4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen đẩy tốt G6, núp lô cốt cho tượng lên G7, kiểm soát đường chéo chiến lược A1 H8. Trắng phi tượng lên B5 chiếu. Đen lên tượng D7 che chắn cho vua. Không muốn rút tượng về, trắng liền dâng tốt A4 cắm chốt ở B5. Đen để tốt A6 đuổi tượng. Lo ngại chạy tượng lúc này có thể mất tốt B2. Trắng bèn thúc tốt tràn sang A5 tấn công hậu. Đen rút hậu chạy về C7. Lúc này thì trắng mới chạy tượng về D3. Đen theo kế hoạch đưa tượng lên G7 chĩa về phía cánh hậu. Trắng đẩy tốt H3 bảo vệ ô G4, ngăn chặn các quân nhẹ của đen xâm nhập. Đen phi tượng lên B5 gạ đuổi. Không thể tránh được cuộc giao chiến này, trắng phát triển mã cánh vua lên F3. Ngay lập tức đen đổi tượng vào D3, trắng ngăn hậu lên D3. Đen di chuyển mã lên D7, cố gắng đưa quân xuất trận thật nhanh. Sau khi đã hoàn thành phát triển các quân nhẹ, trắng nhanh chóng nhập thành, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Đen cũng nhập thành, đưa vua vào vùng an toàn, sẵn sàng quyết chiến. Trắng tiến xe lên A3, sử dụng hàng ngang số 3 để đưa xe tham chiến ở các điểm nóng. Đen huy động xe qua E8, chuẩn bị phản công vào trung tâm. Trắng lùi mã về D2, tìm cách bố trí lại lực lượng. Đen đẩy tốt E6, phản kích vào trung tâm. Trắng ăn tốt vào E6, mở cột D cho hậu uy hiếp tốt. Đen ăn xe lên E6, đẩy tốt D4 chiếm lĩnh trung tâm và ngăn chặn mã đen lên E5. Đen hùng hổ thúc tốt tràn sang C4 đuổi hậu. Trắng chạy hậu sang F3, đen qua xe C8. Chưa vội vàng xông lên ngay, trắng vào vua F1, tránh khỏi đường chéo A7-G1, đề phòng có biến. Đen đẩy tốt B5, mở mặt trận tấn công cánh hậu. Trắng lập tức ăn tốt vào B6, bẻ gãy đợt tấn công bằng tốt của đen. Đen ăn hậu lên B6, tấn công vào điểm yếu B2. Trắng qua xe B1, bảo vệ tốt. Đen đẩy tốt H6 đuổi tượng. Trắng chạy tượng với H4. Trước thế trận phòng ngự vững chắc của đen, trắng bèn qua hậu C6, hợp sức cùng cặp mã để gia tăng sức ép lên tốt E4. Trắng qua xe A1, chồng xe trên cột A, đe dọa bắt con tốt A6.
Nếu mà qua xe A8 bảo vệ thì rất dễ bị động. Do đó thì đen lùi hậu về B7, tấn công con tốt ở B2. Trắng ăn xe vào A6, đen lập tức ăn hậu vào B2, lập lại thế cân bằng về lực lượng. Trắng lùi xe về A2 đuổi hậu và bảo vệ con tốt C2. Đen lại chạy hậu về B6. Trắng lùi mã về F1, tìm cách bố trí lại vị trí tích cực hơn cho con mã. Nước đi này khiến lực lượng bảo vệ tốt trung tâm của trắng bị mỏng đi, và đen nhanh chóng đưa xe qua E8, hợp sức để tấn công tốt E4. Trắng lùi tượng về F2, tấn công hậu. Đen chạy hậu về B8. Không kịp chuyển thế, trắng lại phải di chuyển mã lên D2 bảo vệ tốt. Đen đẩy tốt G5, mở cuộc phản công cánh vua. Trắng đẩy tốt G3, giữ vững thế trận. Bí nước, đen qua hậu C8. Trắng thọc xe xuống A7, đưa quân nặng xâm nhập hàng ngang số 7. Đen nhảy mã lên C5, tăng thêm quân tấn công tốt E4. Không hề nao núng, trắng lập tức ăn tượng vào C5, tiêu diệt quân mã nguy hiểm. Đen ăn hậu lên C5, trắng hùng hổ thúc tốt tràn sang E5, mở chiến dịch phản công. Những tưởng là đen sẽ phải ăn tốt lên E5 hoặc là chạy mã, nhưng không, đen bất ngờ di chuyển hậu lên D4, tấn công lại con mã D2. Trường hợp mà trắng tưởng ngon, ăn tốt vào F6 thì đen sẽ ăn hậu vào D2. Trắng ăn tốt vào G7 thì đen sẽ thọc xe xuống E1 chiếu, khiến cho trắng không thể chống đỡ. Trước đòn phản công lợi hại của đen, trắng chủ động chạy mã lên E4, vị trí mà trắng có đông quân bảo vệ để tránh khỏi tầm truy sát của hậu. Đen đổi mã với E4, trắng ăn mã lên E4. Nếu mà đen ăn tốt E5 thì tốt trắng sẽ ăn tốt đen, mở cột F cho hậu phối hợp cùng xe để tấn công tốt F7. Do đó mà đen đã chủ động lùi xe về E7 để phòng thủ hàng ngang số 7. Chưa muốn đổi quân lúc này, trắng giật xe về A6 tránh giao chiến. Không chậm trễ, đen ăn tốt vào E5, phá tan tốt trung tâm của trắng. Trắng ăn tốt sang G5, chuyển hướng công phá vào mặt trận cánh vua. Đen ăn tốt lên G5. Lúc này thì dù nhìn quân tốt G5 thèm rõ rãi, song nếu mà ham ăn thì sẽ bị đen đẩy tốt E4 đuổi hậu, đồng thời tung đòn tấn công mở bắt xe. Do đó mà trắng đành đẩy tốt H4 để đột phá. Nhưng mà đen ăn tốt H4 thì trắng sẽ ăn tốt lên H4 và mở cột G cho xe qua tấn công vua. Sau một hồi suy nghĩ, đen lùi hậu về D7, dình vào H3 chiếu. Trắng đẩy tốt G4 chặn lại. Đen qua xe F8 bảo vệ điểm yếu F7. Trắng ăn tốt sang G5. Xe đen lên E6 để ngăn chặn xe trắng phối hợp trên hàng ngang số 6. Thế nhưng thủ hàng này thì lại yếu ở hàng kia, và trắng lập tức tiến xe xuống A7 tấn công hậu. Đen chạy hậu lên D4, trắng lùi xe về A2 chờ đợi. Bí nước, đen bèn đẩy tốt xuống C3. Trắng lại tiến xe lên A4 đuổi hậu. Đen chạy hậu về D7. Thấy thế trận đã hòm hòm, trắng bèn tiến vua lên G2, với ý đồ sẽ sử dụng cột H để đưa xe và hậu sang, đe dọa chiếu hết ở H7. Đen qua xe B6, tìm cách luồn xuống hàng 2 để phản công. Trắng lên hậu F5 gạ đổi. Nếu mà đổi hậu F5 thì trắng sẽ ăn tốt lên F5, tháo được tốt chồng và tạo ra cặp tốt F5 G5 cực mạnh. Đồng thời với mã cắm chốt ở trung tâm, thế chủ động sẽ nằm trong tay của trắng hoàn toàn. Chính vì vậy mà đen đã chạy hậu lên B5 để tránh giao chiến. Trắng xông vua lên F3, ngăn chặn đen lao hậu xuống E2. Không làm gì được đối thủ, đen lại đưa xe qua G6. Trắng tọc xe xuống A7. Đen lao hậu xuống B2, tấn công tốt C2. Trắng vào vua G3, giả vờ hớ hênh để dụ đen ăn tốt sẽ nhảy mã với F6, tung đòn chiếu mở bắt hậu. Tất nhiên là cái bẫy này thì không thể qua mắt được Etherine, và đen lại lùi hậu về B6, chờ đợi cơ hội khác. Trắng lùi hậu về F3, đen lên hậu D4, trắng lùi xe về A4 đuổi hậu, đen lại chạy hậu về B6,
chẳng bất ngờ tăng tốc lao xe xuống A8, ép Đen phải đuổi xe. Trước diễn biến mới, Đen sang xe E6, có gì còn lui về để phòng thủ. Trắng đuổi xe vào F8, Đen ăn vua sang F8. Trắng vào vua H3, Đen có hậu C6, tung đòn giằng để khống chế mã, đồng thời phòng thủ ô A8 không cho xe trắng xuống chiếu. Trắng lên hậu F5, Đen lùi xe về E7, phòng thủ ở ngang số 7. Trắng chuyển hướng đưa xe qua D1 rình rập. Đen lại lên xe E6, trắng qua xe F1, phối hợp cùng hậu để đe dọa chiếu hết ở F7. Đen vội vàng lùi xe về E7 phòng thủ. Trắng bất ngờ nhảy mã về F6, làm điểm tựa cho các cuộc tấn công quyết định. Đen qua hậu A6 phản công. Một lần nữa, trắng lại đưa xe qua D1, đe dọa sẽ xuống xe D8 chiếu. Thấy nguy, Đen vội vàng lùi hậu với A8 phòng thủ hàng ngang số 8. Trắng lùi hậu với E4, tung đòn đánh lạc hướng. Nếu mà ăn hậu thì sẽ bị xe trắng xuống D8 và chiếu hết trong vòng 2 nước. Do đó thì Đen đã qua xe B7 để che chắn cho hậu. Trắng lao hậu xuống H7, đe dọa sẽ luồn xuống G8, tung đòn xiên chiếu bắt hậu. Đen qua hậu B8 cho xe bảo vệ. Và với bản năng sát thủ khiến toàn bộ các phần mềm cờ vua phải khiếp sợ, trắng lạnh lùng lao xe xuống D7, phong tỏa đường chạy của vua Đen, đe dọa sẽ xuống hậu G8 chiếu hết. Cực chẳng đã, Đen phải ăn xe vào D7, trắng ăn mã vào D7, tung đòn chiếu bắt hậu. Theo quán tính, Đen chạy vua lên E7, chỉ chờ có thế, trắng lập tức ăn mã vào B8. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ, Etherin đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị chiếu hết sấp mặt bằng 4 hậu. Trường hợp Đen chảy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.